Cách đây vài hôm thì Game On chúng mình đã thực hiện một video nhắc về địa ngục phát triển. Và trong video đó có nhắc tới Scorn. Bản thân Scorn là một tựa game có quá trình phát triển tương đối gập ghềnh. Nhưng nếu đặt game ngang hàng với cái dàn game địa ngục phát triển kia thì lại quá bất công. Sở dĩ nói như vậy vì phiên bản Scorn mà chúng ta đang cầm trên tay không hề là một tựa game chắp vá, không hoàn thành hay giặt lỗi kỹ thuật. Scorn là một trải nghiệm nhất quán, chặt chẽ và vô cùng đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi mà đội ngũ Game On chúng mình hôm nay sẽ dành riêng một video để nói về nó trong chuyên mục khen dở chê hay này. Tại sao ư? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn qua video này nhé. Cẩn thận, nội dung bên dưới sẽ có spoiler nhé. Scorn sau khi ra mắt nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng game, người chê, kẻ khen. Tựa game này lần nữa gợi nên những tranh cãi về mối tương quan giữa phần game và phần nghệ thuật trong câu hỏi muôn thuở rằng game có phải là một môn nghệ thuật sánh ngang với hội họa, âm nhạc hay sân khấu hay không. Nhưng khác với những Firewatch hay Gris, những chỉ trích dành cho Scorn có phần gay gắt hơn. Những lời chê lớn nhất dành cho Scorn hướng trực tiếp tới cách game thiết kế những câu đố và cơ chế chiến đấu. Từ những khoảnh khắc đầu tiên của game, Scorn đã ném về phía người chơi một câu đố đa tầng vô cùng phức tạp, nhưng không hề đưa ra một lời giải thích nào. Câu đố đầu tiên trong game yêu cầu người chơi phải tìm ra một cái thang máy, giải một câu đố xếp hình vô cùng phức tạp, giải một câu đố dẫn đường tương đối khó hiểu và thậm chí còn yêu cầu người chơi tương tác với bao loại máy khác nhau mà không giải thích chúng hoạt động như thế nào. Với nhiều người chơi, họ sẽ lú quá và quyết định bỏ game từ lúc này. Nhưng nếu họ kiên trì gắn bó với game thì phần thưởng của họ cũng chẳng đáng bao nhiêu, khi các cơ chế bắn súng và chiến đấu cũng không kém phần cồng kềnh, còn cốt truyện thì vẫn cứ mơ hồ từ đầu tới cuối. Với những người chơi kỳ vọng một trải nghiệm game truyền thống nhưng với cơ chế đã tay và cốt truyện đồ sộ thì chắc chắn Scorn là một trải nghiệm thất vọng tràn trề. Nhưng cái mà không ai có thể chê được là phong cách hình ảnh của game. Scorn đưa người chơi vào một thế giới lụi tàn đầy kỳ bí với những công trình cơ sinh học lấy cảm hứng rất nhiều từ trường phái hội họa Biopunk của họa sĩ huyền thoại H.R. Giger, người đã sáng tạo nên con quái vật Xenomorph huyền thoại của thương hiệu Alien. Có thể thấy được những công trình trong thế giới của Scorn vay mượn rất nhiều từ các bức họa trong tập tranh Necromicon của Giger. Thế giới của Scorn đẹp một cách kinh dị và méo mó khi những cỗ máy phức tạp được xây dựng xung quanh những cơ thể sống một cách chi tiết đến đáng sợ. Những ống dẫn nhiên liệu chằng chịt như những mạch máu, những bức tường cục cựa chậm chậm, những công trình kỳ vĩ với tay, chân, mắt mũi, nội tạng rõ ràng, bên trong vang vọng những tiếng đập theo nhịp tim của một sinh vật khổng lồ, những bức tường được sắp xếp như những bộ sườn, những chất dịch ghê tởm chảy ra từ những cỗ máy nội tạng quái dị. Thế giới của Scorn là chi tiết đến ngộp thở và thực sự cho cảm giác người chơi đang xâm nhập một cơ thể sống bệnh tật và lụi tàn. Cái kinh dị hình thể đó còn được mở rộng ra cách các nhân vật khác và người chơi được thiết kế. Scorn cho phép người chơi được nhìn xuống cơ thể của nhân vật chính và hắn ta cũng không hề kém phần ghê tởm. Khi da hắn mỏng dính và nhăn nhúm, đôi tay gầy gò, nhăn nheo bị gắn một cỗ máy kỳ lạ trông như thể một khối u đau đớn và ác tính đang lan khắp người hắn. Phổi hắn thì nằm bên ngoài cơ thể và những lỗ thở chậm chậm đóng mở. Điều khiếp đảm hơn nữa là gã nhân vật chính bệnh tật và quái thai đó lại dường như là kẻ khỏe mạnh nhất trong thế giới đó, khi những nhân vật khác trong Scorn đều méo mó đến bệnh hoạn, với tay chân xô lệch nhau, đi đứng không vững hoặc bị một căn bệnh khủng khiếp nào đó bám trên người. Có gì đó không ổn với thế giới của Scorn và người chơi phải sâu chuỗi điều đó lại. Các ông muốn tìm cho mình một cyber chơi game xịn sò và nhiều khuyến mãi, còn chần chờ gì nữa? Hãy ghé Mavis Gaming tại 487 Hoàng Hoa Thám, 96 Định Công, 47 Nguyễn Tuân để được trải nghiệm chơi game đỉnh cao với dàn máy cấu hình khủng Core i7, RTX 3060 Ti và màn hình 240Hz. Mavis Gaming, cấu hình đỉnh cao, dịch vụ chu đáo cho mọi anh em game thủ. Ngoài ra còn có chương trình miễn phí giờ chơi và đồ ăn uống. Chỉ cần vào winscan.vn/mavisgaming, hoàn thành các nhiệm vụ là có ngay hơn 100.000 giờ chơi miễn phí ở Mavis Gaming rồi. Còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay qua Mavis Gaming hoặc lên winscan.vn/mavisgaming làm nhiệm vụ và cùng trải nghiệm nào. Scorn sử dụng phong cách nghệ thuật chi tiết và tuyệt đẹp của mình để dựng nên một thế giới siêu hình nhưng vô cùng nhất quán và đáng tin. Bất kỳ góc vách, chi tiết nhỏ nhất nào của Scorn đều mang câu chuyện gì đó để kể. Thông qua những thiết kế vô cùng phức tạp của mình, Scorn giống như một câu đố khổng lồ chờ người chơi giải để biết được chuyện gì đã xảy ra với thế giới này. Vấn đề là, Scorn không hề giải thích bất cứ điều gì cả. Xuyên suốt thời lượng từ 5 tới 7 tiếng của Scorn, game không hề, mình phải nhấn mạnh là không hề có bất cứ một lời thoại trực tiếp nào giải thích cho người chơi bất cứ điều gì đã xảy ra. Từ đầu game tới cuối game, chỉ có 2 cái cutscene tổng cộng tầm 2 phút, nhưng cũng không giải thích điều gì cả. Tất cả mọi thứ trong game đều phải do người chơi tự suy luận và diễn giải. Và điều này hoàn hảo với một game như Scorn. Trước hết, chúng ta phải hiểu là Scorn không phải là một trải nghiệm bình thường. Scorn nói về một thế giới xa lạ đến mức không tưởng đang trong quá trình lụi tàn. Scorn sử dụng nhiều lối tiếp cận dẫn chuyện mơ hồ giống như Dark Souls,
Nhưng Dark Souls là một thế giới Dark Fantasy quen thuộc với những sản phẩm Fantasy tồn tại trước đó để định hình, quy định thế giới, nên người chơi vẫn có thể nhận diện được một số yếu tố nhất định của thế giới như tôn giáo, quái vật, thần thánh, quân đội, văn hóa. Với thế giới của Scorn, nó xa lạ tới mức không tưởng khi cái gì đang vận hành thế giới này, người chơi còn không rõ. Những công trình to lớn kia có phải là những cơ thể sống không? Những cỗ máy vận chuyển phức tạp và đồ sộ như vậy đóng vai trò gì? Mục đích tồn tại của xã hội này là gì? Mục đích tồn tại của chính nhân vật chính là gì? Đây là những câu hỏi mà người chơi không thể dùng những kiến thức sẵn có của mình để trả lời, mà chỉ có thể mò mẫm trong thế giới để tìm ra câu trả lời của mình. Bạn có nhận thấy điều này giống với cái gì không? Giống với một em bé mới sinh vậy, tỉnh dậy trần như nhộng, không hiểu mục đích sống của mình là gì, không hiểu thế giới này tồn tại ra sao. Và đó chính là chủ đề chính thật sự của Scorn: việc sinh nở, cái chết, vòng luân hồi và sự tái sinh. Xuyên suốt game, các hình ảnh tượng trưng cho quá trình sinh nở, việc quan hệ tình dục, mang thai, sự chuyển sinh thông qua việc bảo toàn nhận thức là vô cùng rõ ràng. Ở đầu game, nhân vật chính sẽ kéo những NPC nhất định tỉnh dậy từ bào thai, nhân vật chính thứ hai tỉnh dậy từ một cái kén với lớp màng nhầy trông giống như nhau thai xung quanh và một cái ống giống như một dây rốn cắm vào bụng. Đầu game thì các hình ảnh về sinh nở như các bức tượng tượng trưng cho phụ nữ mang thai hiện hữu khắp nơi. Càng về sau thì các hình ảnh như đôi nam nữ nằm lên nhau, ôm lấy nhau cũng hiện diện vô cùng rõ ràng. Từ đó ta nhận ra thế giới của Scorn như một cái máy đẻ khổng lồ với những dây chuyền cơ sinh to lớn, phức tạp để sinh ra những NPC đóng vai trò nhất định. Những người chơi được sinh ra từ dây chuyền này có kích cỡ, khả năng khác nhau và sẽ đóng những vai trò khác nhau để giữ dây chuyền này tiếp tục. Nhưng có cái gì đó không ổn trong dây chuyền này, khiến cho những người chơi đó sinh ra biến thái, dị dạng. Nhiều phần trong dây chuyền sống nọ bị tắc bởi những khối u, những viêm nhiễm khổng lồ và kinh tởm hệt như những khối ung thư đang lan khắp thế giới. Và khi đó ta nhận ra, thế giới này đang chết. Cái ung thư đó được thể hiện qua những khối thịt co giật, dì dịch đầy kinh tởm lan truyền khắp thế giới, khiến cho những cơ chế, những cỗ máy làm công việc tái sinh bị trì trệ, tắc nghẽn. Cái ung thư đó như một vòng lặp độc ác, vì cái phần thịt thừa đó sinh ra từ những phiên bản lỗi chết đi và không thể tái sinh được, khiến cho phần thịt đó xâm nhập, ăn mòn thế giới cơ sinh đang sống của game. Mà việc đó lại khiến cho quá trình sản sinh, tái sinh này gặp lỗi nhiều hơn, tạo ra nhiều thịt hơn để khối ung thư nọ tiếp tục lây lan. Cái ung thư khủng khiếp đó tạo ra những sinh vật dị dạng tấn công người chơi, hoặc ngơ ngác vô định trong cái sự vô dụng mà thế giới này nguyền lên chúng. Rồi về sau nữa, khi câu chuyện của hai nhân vật chính của nửa đầu game và nửa sau của game gặp nhau, khi nhân vật chính của nửa đầu game bị chết trong một vụ nổ khủng khiếp và bị khối ung thư hóa thành một sinh vật ký sinh dị dạng bám lên nhân vật chính của nửa sau game, nó xâm phạm cơ thể của nhân vật chính thứ hai để tạo thành một sinh vật toàn vẹn hơn, hoàn chỉnh hơn, nhưng chính nó cũng bạo lực, khó lường và sẵn sàng tấn công vật chủ của mình trong cơn điên dại. Và mọi thứ xảy ra song song với cao trào của game, khi người chơi dần hiểu được chân tướng thực sự của khối ung thư nọ, thấy được cách mà nó thay đổi thế giới của Scorn như cách mà sinh vật ký sinh kia đang làm. Tựa đề của game Scorn có nghĩa là sự ức chế sinh ra từ cảm giác vô dụng, thiếu mục đích, và đó chắc chắn là cảm giác mà hai nhân vật chính đang phải chịu. Vì bất luận họ là cái gì đi chăng nữa, thế giới của Scorn cũng không cần họ. Họ muốn thoát ra, muốn tìm mục đích gì đó lớn lao hơn cho bản thân trong một thế giới đã biến họ thành những công cụ vô tri, bệnh hoạn, giặt dẹo và thiếu đi mục đích sống rõ ràng trong một thế giới đang chết dần, chết mòn. Tuy nhiên, nội dung và chủ đề của Scorn không chỉ đơn giản dừng lại ở những gì mình nói ở trên, vì Scorn cũng được phỏng đoán là dựa trên bức họa Birthing Machine của H.R. Giger, khi những em bé được sinh ra từ một khẩu súng, bị ném vào thế giới một cách vô tâm, giá trị không nằm ngoài những công cụ cho kẻ cầm súng, những kẻ dựng những bức tượng tôn thờ việc sinh nở và tái sinh, nhưng để mặc những cái xác, những bản lỗi nằm la liệt một cách lạ lùng. Scorn cũng có thể nói về sự xâm phạm thực tại lẫn lộn giữa xác thịt và công nghệ, cũng có thể nói về sự ám ảnh của xã hội về tình dục và sinh nở, vân vân. Cái chính và đặc biệt nhất của Scorn là game nói về rất nhiều thứ nhưng không thông qua bất cứ ngôn từ nào. Tất cả chỉ bằng ngôn ngữ của game, ngôn ngữ của việc cho người chơi vào một thế giới xa lạ và ác độc để người chơi tự liên tưởng đến những cảm xúc thuần túy và bản năng nhất của mình để có thể hiểu game theo cách mình muốn. Scorn là một tựa game được thiết kế cô đặc và chặt chẽ để đạt được hiệu ứng này một cách hiệu quả nhất. Scorn vượt ra khỏi những rào cản kể chuyện của một tựa game thông thường để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực sự đặc biệt, vượt lên ranh giới của những ngôn ngữ và kiến thức xã hội. Scorn không phải là một tựa game dành cho số đông người chơi trên thị trường, và điều đó cũng ổn thôi, vì game là một tác phẩm thực sự đặc biệt, tượng trưng cho tiềm năng nghệ thuật bất tận chưa được khám phá của cả ngành game nói chung. Vậy các bạn đã chơi Scorn chưa? Thấy Scorn thế nào? Hãy cho Game On biết trong phần bình luận nhé!